mỹ nữ đến với Hero Do You Know số lần này là một thiên thần waifu áo trắng với mái tóc hoa anh đào, Lilith. Năng thứ nhất, bóng jean bật nảy. Lilith sẽ bắn ra một bóng jean bật nảy để tấn công kẻ địch và gây sát thương. Sau đó, quả bóng sẽ nảy ngược lại người chơi và chữa trị cho đồng đội gần đó và người chơi dự bị. Là bị động của Lilith, thỏ xuất kích, lúc này sẽ được kích hoạt. Mỗi khi bóng jean bật nảy quay lại sẽ triệu hồi một thỏ máy không người lái tồn tại trong một khoảng thời gian, tăng một lượng tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích và tấn công cho anh hùng trong trận chiến. Nếu Lilith kích hoạt chiêu cuối, bầy thỏ nano, quý cổ tóc hoa anh đào sẽ triệu hồi ra 3 chú thỏ nano lao đầu vào tấn công kẻ địch. Vì thế, lõi đề cử lần này cho nàng Lilith sẽ là lõi liên hiệp số 3 với hiệu quả bộ hai món có thể giúp tăng bạo thương cho cả đội ngay khi không ra trận. Ngoài ra, Steel Worm và liên hiệp số 1 cũng sẽ là những sự lựa chọn không tồi để thay thế. Vũ khí phù hợp cho nàng nhất có lẽ là những khẩu thần công xuyên phá vừa mới ra mắt, súng phân cực, Fission Gun, nhìn lực lắm các ông ạ.